Hello anh em nhá, xin chào mọi người. Hello. Xin chào tất cả anh em nhá. Hello. Lạnh này chắc mọi người ở nhà nhỉ. Ai like chưa chào nhau cái nhỉ. Hello anh em. Rồi, chào bạn Trung Đinh nhá. Ok, bạn Bảo Long. Ngày nay thì mình cũng mở hộp đôi giày một chút, bởi vì chào Sĩ Khải. Tuấn Vỉa dành tặng đôi giày, Tuấn Vỉa dành tặng mình đôi giày này, Mizuno. Chút nữa muốn mở hộp giới thiệu anh em tí và xem anh em có những anh em nào. Chào Sơn Nguyễn, chào bạn Đông Mạnh Tuy, ok. Có những anh em nào đam mê giày thì anh em mình cùng chém gió với nhau tí cho vui. Trước thì mình có xuống shop giày Tuấn Vỉa, và đấy Tuấn Vỉa tặng mình một đôi này, chung là Mizuno. Mizuno trong thời gian gần đây cũng là một trong những cái đôi giày được rất nhiều anh em tin dùng và đi, thì mình cũng hy vọng là có nhiều những cơ hội để chia sẻ với anh em những kinh nghiệm về giày cũng như là nhiều thứ khác nữa. Mình cho mình chia sẻ một chút, xong anh em mình sẽ ok bạn Mạnh Tuy Đông dự đoán đội nào vô địch. Thực ra đến thời điểm này thì anh em có thể thấy đó là du lịch thì cũng đang có một cái cơ hội rất là tốt, đúng không? Nên là cũng nhiều người nghĩ rằng du lịch sẽ vô địch, thì chúng ta sẽ chờ đợi xem. Đấy, cho mình chia sẻ một chút. Đợt này thì muốn thử like YouTube một chút xem là mọi thứ nó có gì đổi mới không. Sau đó thì cũng có những cái anh em mình có thể đồng hành cùng với nhau một chút. Cho mình một phút để mình up lên một vài page của mình một xíu. Rồi, có anh em nào đang theo dõi với Cường Mai thì anh em xin chờ một phút nhé. Mình xin phép một phút thôi. Mình chia sẻ lên một số page của mình chỉ một chút, sau anh em mình sẽ cùng cập nhật và chém gió với nhau một xíu. Rồi. Cho đến điểm này thì cũng đã có những thông tin về việc khán giả có thể được vào sân ở vòng cuối, thì mình cũng hy vọng nó là một thông tin chính thức để chúng ta có thể được vào sân để theo dõi, bởi vì vòng đấu cuối cùng, vòng đấu bế mạc mà lại không có khán giả thì là một điều rất đáng tiếc. Đấy. Ở đây bao nhiêu anh em đã đi giày Mizuno rồi nhỉ? Anh em có thể comment nhé. Bao nhiêu anh em đã đi Mizuno rồi thì nói chung là bây giờ thì Mizuno đã trở nên là một trong những đôi giày khá thân thiết với anh em, và có rất nhiều anh em đi Mizuno. Tuy nhiên là tất nhiên cái giá của nó cũng không hề rẻ một chút nào. Bây giờ những đôi Mizuno thì giá của nó cũng dao động khoảng hơn 1 triệu cho đến khoảng 2 triệu, 2 triệu 6, 2 triệu 7. Thì rõ ràng với mức giá này thì cũng là một cái vấn đề kén chân, kén khá nhiều anh em. Nên là cũng không biết là ở đây thì có bao nhiêu anh em đã đi Mizuno rồi. Ok, bây giờ mình sẽ trả lời lại bạn Giang Hoàng và một cái comment rất là hay. Cảm ơn bạn đã góp ý. Thực ra thì mình khẳng định lại đó là mình không hề thiên vị du lịch. Mình chơi rất thân với anh em Văn Minh, và ngay sau trận thì mình cũng có ngồi với cả anh em Văn Minh, mình ngồi Hùng Con rồi ngồi anh em. Thì mình khẳng định lại với anh em đó là đây là do vấn đề nhận định thôi. Mỗi anh em ra có một quan điểm. Thứ nhất là một lần nữa cảm ơn bạn
Giang Hoàng đã có một cái comment rất thẳng thắn, đó là nghĩ rằng mình thiên vị đội du lịch, nhưng mà mình khẳng định lại các bạn đó là trong trận đấu đấy thì Văn Minh đá dưới cơ hoàn toàn và trọng tài cũng không ép Văn Minh. Chúng ta sẽ cùng nhìn nhận lại tình huống penalty. Mình khẳng định đó là tình huống penalty 100%, một tình huống đẩy rất rõ ràng của Phú Nguyên. Và trong trận đấu đó thì chúng ta thấy đó là các cầu thủ Văn Minh thi đấu dưới sức, họ dưới sức hoàn toàn, phải khẳng định như vậy. Bởi vì Văn Minh thì trong vừa thiếu quân, ngày thứ bảy thì họ lại thi đấu ở giải Super Nghệ gì đó ở trong Nghệ An, thì mình nghĩ là việc các cầu thủ không đảm bảo. Chúng ta thấy là ngay trong tình huống bứt tốc đầu tiên thì trung tám đã còn bị hụt hơi hơn so với lại Đức Rít. Và ngay cả trong cái tình huống mà Đức Rít ghi bàn thì chúng ta thấy là trung tám cũng đã bị hụt hơi hơn. Còn có những đánh giá của các bạn thì tùy, ok, mỗi người sẽ có một cái quan điểm, mỗi người đánh giá. Mình không có vấn đề gì cả, nhưng mình khẳng định lại đó là mình không hề thiên vị các cầu thủ du lịch một chút nào cả. Thực sự là các cầu thủ du lịch người ta đá hay hơn, người ta đá trên chân hơn, và cái việc người ta giành chiến thắng trước Văn Minh, mình phải nói chung là đối với mình thì Văn Minh thua một trận tâm phục khẩu phục. Tâm KK có nỗ lực, Tâm KK có ghi được bàn thắng cân bằng tỷ số, nhưng các bạn có thể thấy là sau khi ghi bàn cân bằng tỷ số thì đội hình của Văn Minh vẫn hỗn loạn. Và nếu như thiếu các cầu thủ du lịch, họ không thiếu may mắn, họ có thể may mắn hơn, thì ngay trong giây đầu tiên chúng ta thấy đó là khung thành của thủ môn Cường Sport đã rung lên ít nhất là 1 đến 2 lần trước những cái tình huống tấn công như vậy. Nên là cảm ơn một lần nữa, không biết là bạn hay là anh Giang Hoàng có cái góp ý, nhưng mà mình xin khẳng định lại đó là mình không hề thiên vị Văn Minh, không thiên hệ du lịch. Và một kết quả mình khẳng định đó là một kết quả nó đúng, nó phản ánh đúng cục diện trận đấu. Rồi, đến tiếp theo, bạn Huy Nguyễn, anh ơi cho em hỏi HPL vòng cuối có cho phép khán giả vào sân không? Du lịch mà không khán giả thì buồn quá. Đúng rồi, mình sẽ cập nhật lại với bạn về vấn đề này, bởi vì thực ra cho thời điểm này thì mình chưa có một cái thông tin nào về việc có khán giả hay không. Đó nên là rất mong anh em hãy thông cảm và chúng ta sẽ chờ đợi cái cập nhật mới từ mình. Mình sẽ cố gắng để có những cập nhật chính xác từ ban tổ chức và gửi đến anh em để cho chúng ta có thể là biết được cái thông tin một cách chính xác nhất. Đấy. Rồi, tiếp tục. Mình sẽ có anh em nào có những câu hỏi gì thì cứ tiếp tục nhé. Mic hơi rè, chắc là do giọng của mình thôi bạn Thịnh Đỗ Văn ạ, bởi vì vừa đi lạnh về. Không vấn đề gì. Du lịch vòng cuối phải Nhật Tân Hưng Sốt bị treo giò do thẻ không? Ok, một cái câu hỏi cũng khá hay, chút nữa mình sẽ kiểm tra lại. Anh từng bị dây chằng không? Anh không, anh chưa bị dây chằng. Anh bị gối một chút thôi, nhưng mà nó không phải dạng dây chằng. Anh em đang theo dõi thì bấm like giúp Cường Mai Phát nhé. Bấm like giúp Cường Mai Phát, và có câu hỏi gì anh em cứ hỏi mạnh dạn thoải mái, và sau đó thì mình sẽ cùng trả lời với nha. Anh em nào đang theo dõi thì bấm like giúp Cường Mai Phát. Còn chương trình những chương trình này thì một lần nữa cho Cường Mai cũng xin cảm ơn thể thao vip.com.vn cũng như là thế giới bóng đá.net đã tài trợ cho Cường Mai để có thể là có những cái chương trình đồng hành với anh em. Chân bè thì đây, chân bè đi đôi đát này là ok luôn, đôi này cực bè luôn. Đát những dòng như này thì mình thấy là cực bè, đát những dòng Copa thì nó là siêu bè luôn. Đấy. Còn ngoài ra thì Mizuno có một dòng bè, thì ngày hôm nay mình đấy, mình mở giày Tuấn Vỉa tặng cho mình anh em nhá. Đây, Mizuno này, hộp nó thì cơ bản thôi,
Còn trên này thì anh em sẽ nhìn thấy đó là đây là đôi Morenianel KL2 AS. Hôm đấy thì mình lấy size 41, từ các chân mình đi 42 cơ. Nhưng mà hôm đấy cũng không hiểu sao mình đi đôi 41 này thì như đôi này mình cảm thấy vừa. Thế cơ chứ. Ok, mình sẽ trả lời bạn Sơn Phan sau nhé. Bạn mua AK nào nhờ Sơn Phan này? Bạn comment cái đôi AK bạn mua nhé. Đây, mình sẽ mở cho anh nghe. Đây. Đấy, trong này nó là đôi giày như này. Đấy. Đỏ. Có hai đôi, một đôi xanh, mình thích đôi đỏ hơn. AK Speed đúng không? AK Speed đây đúng không? Đây đúng không? Rồi, từ từ đã nhá, mình sẽ trả lời sau. Còn đây, đây là đôi mà ông Tuấn Vỉa ông tặng tôi, một đôi Mizuno giá thật luôn. Thì giơ cho anh em xem một chút. Đấy, đỏ rất đẹp. Mizuno thì bè đi ok luôn Thái ơi. Đấy, anh em nhìn này. Cho em nhìn lại một lượt nhá. Đấy. Mizuno này. Đấy, anh em chờ mình một phút. Mình xin một chút. Đấy. Mizuno thì siêu bè luôn. Ok, bây giờ cũng đông em vào xem phết rồi. Cảm ơn mọi người nhá. Đấy, mình sẽ giới thiệu đôi giày ông Tuấn Vỉa ông tặng tôi. Đấy, giới thiệu cho anh em luôn. Đấy. À. Anh em xem có nét không nhỉ? Mizuno thì nó là chuyên cho bè nhá bạn Thế Thái nhá. Mic bị rè. Chắc là do tiếng mình hôm nay ấy. Đoàn à? Ok, để anh check. Chắc là do tiếng vậy, hôm nay tiếng này không ổn lắm. Rồi. Đấy, cho anh em ngắm lại một lần nữa. Đấy. Đây. Trên này thì sẽ có thông số của giày, thì đọc qua cho anh em một chút. Đó là tên sản phẩm, đó là Morenianel KLS. Giá của nó là 2,6 triệu anh em nhé. Đôi này là 2,6 triệu luôn. 2,6 triệu này. Nhà sản xuất là Mizuno Singapore. Xuất xứ từ Indonesia và phân phối ra công ty Minomax Việt Nam. Đấy, phiếu bảo hành các thứ. Đây là phiếu bảo hành của tem xịn. Đấy. Trên này nó còn có một cái nữa, đây là cái miếng da thật này. Miếng da thật anh em nhé. Đây là chứng tỏ đôi giày này là miếng da thật. Đấy. Anh like bằng điện thoại Khánh Minh ạ. Không rõ nữa. Ok rồi, anh sẽ check lại. Nó bị rè quá. Đây là có một cái miếng này là miếng da thật luôn anh em nhé. Cái này không biết là da dê hay là da dê là do cái gì đấy. Đấy. À, da dê, da bò gì đấy. Bò bê gì đó. Đấy. Ok. Trong này thì có một cái tem tủng gì đó. Nó không quan trọng lắm. Ok. Rồi, bỏ hết rồi. Cái cảm nhận đầu tiên phải nói là nó rất nhẹ. Cực kỳ nhẹ anh em. Nó nhẹ lắm ấy. Tức là cầm nó nhẹ lắm. Nó rất là nhẹ. Và anh em nhìn nhá. Cái phần da thật này. Anh em nhìn không? Cái phần da thật của nó này. Toàn bộ là bằng da thật hết nhá. Có cái phần gót này hình như là mình không biết có phải da thật không. Nhưng mà đây này. Cái miếng trên này này. Miếng trên này chắc chắn là da thật luôn. Mình cảm giác là có khi là nó sẽ có hai phần da. Một phần trên này bằng da thật này. Đây này, cái phần mũi. Cái phần mũi này. Mũi này thì 100% là da thật luôn. Đấy. Còn bắt đầu chuyển sang từ cái phần này. Từ cái phần có logo Mizuno này. Thì có vẻ như là một cái dạng da tổng hợp. Một dạng da tổng hợp. Và ở phía đuôi thì nó lại có phần bong bóng này. Nhìn nó cũng khá là đẹp. Đấy. Morenianel này. Đây là một cái phần màu khác đi anh em nhé. Nó có cái phần này thì nó khá là phần gót này. Gót nó cũng không, nó có phần da cường gót này, nhưng mà nó cũng không bị cứng quá. Mình nghĩ là cái đôi này đi vào nó sẽ không bị đau phần gót giống như một số đôi khác mà anh em đi. Đấy. Logo Mizuno thì nó hơi bong bóng và nó có các đường gân nha. Ở đây cũng thế. Đấy. Ok.
Bên trong này anh em nhìn này, ngay cả cái phần này nó làm cũng khá là cao cấp. Nhìn bên bên trong cái phần gót này, anh em nhìn cái phần gót nhá. Nó có những cái chấm chấm đục lỗ này. Rất là hay. Nói chung là thiết về cái gia công của nó thì chấm hết, không phải bàn. Em nhìn có thể đường may mũi chỉ rồi tất cả mọi thứ nó là cực kỳ chuẩn luôn. Rất chuẩn luôn. Đấy, anh em có thể nhìn. Cực kỳ chuẩn. Phần lưỡi gà cũng là một miếng cái này thì không phải là da thật. Cái này chỉ là miếng nó rất là mỏng. Cái lưỡi gà này thì nó là có logo Mizuno này. Professional model. Lưỡi gà thì nó cũng lưỡi gà cơ bản thôi. Đấy, lưỡi gà nhưng mà nó khá là mỏng. Trong này thì nó có các cái thông tin về size. Ok, chút nữa áo Kenmi này thì anh chỉ chỗ đâu. Rồi, ok. Đấy. Áo này mình được HTT tặng, anh Tiệp, Minh Tiệp Sport anh tặng. Rồi. Sau khi đi cái phần da, đầu tiên phải nói là nó cực kỳ mềm, nó mềm dã man luôn. Sờ vào phê lắm. Đặc biệt cái da thật thì em biết nó cực kỳ bền. Không ở mũi luôn. Chỉ riêng cái phần này không bao giờ lo ấy cả. Không bao giờ lo hỏng hóc gì cả. Đây phần đế, chúng ta đến cái phần đế. Đế thì nó sẽ có một cái phần đệm gót ở đây. Anh em có thể nhìn là một phần đệm gót ở đây. Nó giúp cho chúng ta êm hơn ở cái phần gót này. Êm hơn ở cái phần gót này. Đấy. Êm hơn ở cái phần gót này. Đấy. Sau đó thì đế thì chúng ta thấy đó là các cái cấu trúc dạng những cái chữ L được sắp xếp theo những cái bố cục. Mà ở đây chúng ta nhìn thấy là có ba cái điểm trọng tâm. Anh em có thể thấy nó phần gót này. Một phần phía má ngoài bàn chân này. Một phần bên phía lòng trong này. Đấy, anh em có thể nhìn thấy nhá. Đấy. Chờ một chút. Đấy. Đôi này 2,6 triệu bạn Khánh Minh. Đấy anh em nhìn này, chữ L nó cấu trúc này. Và nó không cao lắm đâu, nó thấp thấp thôi, những chữ L này thấp thôi. Đấy. Nói chung là về cái đế này thì mình nghĩ là nó đi vào bên trong thì nó cũng không quá dày. Nói chung là con này nhẹ và khá là êm. Có cái phần lót của nó thì cũng cơ bản thôi. Lót Mizuno thì nó cũng cơ bản. Nó có phần gót rồi là những cái phần lòng nữa thứ này. Đấy. Với một đôi giày như này thì mình có đi thử và mình cảm thấy rất ấn tượng của nó. Cái là nó phù hợp với chân bè, chân mình thì không bè quá, hơi hơi bè. Và mình đi mình cảm giác rất ok, rất nhẹ, rất êm. Và với một đôi như này thì nói chung là chúng ta đi vào thì cũng không có nhiều điều để chúng ta phải tranh luận cả. Nó vừa đẹp, nó bằng da thật, nó bền, nó nhẹ, nó êm, nó ôm chân. Cũng có một cái đó là Mizuno thì với những cái dòng chúng ta biết là nó hơi vếch vếch cái phần mũi này lên một chút này. Có nhiều anh em sẽ không thích, nhưng mà đấy, nó hơi vách cái phần mũi lên một chút. Nhưng riêng cái phần da em nhìn trên nó bằng da thật mà, thích dã man luôn. Đấy. Còn đi với em. Còn với một cái vấn đề nữa của nó là giá khoảng 2,6 triệu thì cũng hơi mặn một chút. Thực ra là với nhiều anh em mà bây giờ bảo bỏ ra tiền khoảng 2,6 triệu để mua một đôi giày đá bóng thì nó cũng không phải một cái định dễ dàng trong thời điểm Covid rồi nhiều vấn đề kinh tế còn đang khó khăn như này thì cái việc mà bỏ ra đến 2,6 triệu để mà mua một đôi giày thì cũng phải đắn đo. Còn tất nhiên cái này anh em nhớ rồi, anh em bây giờ thì anh em cứ mua giày tại thetaovip.com.vn hoặc thegioibongda.net thì đều được giảm giá 10% anh em nhé. Anh em mua giày tại thetaovip.com.vn cũng như thegioibongda.net. Anh em cứ nhập mã ai phủi và hoặc ca may thì anh em đều được giảm giá 10%. Em nhớ như vậy. Có anh em bạn bè hoặc là đặc biệt đó là ở đấy thì nó còn có cái chương trình đó là tích lũy điểm nữa. Anh em mua bất kỳ một đôi giày nào từ những cái dòng giày tầm gọi là tầm thấp như kiểu AK, tầm thấp tầm trung, AK như này, anh em vẫn được tích lũy điểm 490.000 một đôi thôi. Đấy. Sau đó đến những đôi cái tầm trung có thể cao hơn, ví dụ như đôi AK Speed Pro này. Đấy. Speed Pro này, đấy. Và đến đôi này nữa, đôi này 2,6 triệu. Đấy.
anh thì cũng chưa kết hợp với Long Thổ nên là anh đang kết hợp với thể thao vip.com.vn và thể dụng đá.net thôi. Đấy. Ngoài ra thì đấy, anh em có cái câu hỏi gì hoặc có gì trao đổi với anh em cứ mạnh dạn nhé. Đấy, còn ngày hôm nay thì thử mở hộp đôi giày này cũng oách phết. Nói chung là ông Tuấn Việt ông ấy cũng chơi ác ạc, chơi máu, tặng tôi đôi giày 2,6 triệu luôn. Cũng tặng anh Hải Bạc một đôi, nhưng mà anh Hải Bạc là cái đôi đôi nó cổ điển hơn tôi một chút. Thôi ông anh mình già, anh ấy chơi cổ điển hơn một tí, mình thì chơi đôi này. Đấy. Như cá nhân mình thì đấy, mình thấy đôi này nó, nếu mà nói một cách về mặt cảm nhận thì thực sự là nó được gia công, nó được làm mọi thứ rất là đẹp. Nó đi những đôi như này thì cảm giác chắc chắn là sẽ rất là phê. Ngay cả những cái đường kim mũi chỉ ở trên này anh em có thể nhìn thấy là nó rất là đều và nó chắc chắn. Trước anh không Đinh Hoàng. Hôm nay live thi thoảng live YouTube thôi em ạ. Một tuần thì chắc anh sẽ có 2 buổi live YouTube và 1 buổi live pet. Sau đó, bởi vì live pet thì nhiều khi cái phần giày nó cũng phức tạp lắm, nên là anh live thử trên YouTube nữa. Nên anh em có cái gì thì khoảng rảnh buổi tối lại vào chém gió với nhau cho vui. Speed Pro thì có 2 màu. Speed Pro đấy có cái màu cam cam giống như anh đi ấy, màu cam với màu xanh. Anh em nào sáng chủ nhật rảnh thì ra sân Đào Y nhá. Theo dõi đội HAT mình với anh Tuấn Hưng đá với lại các anh em khác. Đấy. Có một cái màu là màu cam với màu xanh. Đấy. Đôi màu xanh. Đôi mình chưa đi, giá là 650. 650 anh em mua qua ai phủi với hoặc anh em nhập mã ai phủi hoặc nhập mã Camay thì anh em lại được giảm giá 10%. Đấy. Còn Mizuno này thì là 2,6 triệu. Nói chung là với 2,6 triệu thì khi mà Barca gặp Paris, chào bạn Phong Trương, bàn về xem một tí. Hôm nay anh chưa kịp xem nên chắc là mai sẽ bảo các bạn đi công bố cái mini game nhá. Ok, nói chung là tối mai thì chắc anh sẽ live trên page. Chiều mai chắc là công bố. À tối mai lại anh này rồi, tối mai lại đi họp công ty rồi. Chắc tối 7. Chiều mai sẽ công bố bạn trúng thưởng. Anh em yên tâm, nói chung anh em nào trúng thưởng thì chắc chắn 100% Cường Cam Anh sẽ trao thưởng, bởi vì cái này là đến từ nhà tài trợ rồi, thể thao vip.com.vn thì cũng đá.net. Mình mà không trao thì còn hỏng quyền lợi nhà tài trợ, nên là đã chắc chắn là sẽ phải trao qua anh em. Anh đánh giá thế nào đội đứng đầu bảng HPL có xứng đáng lên ngôi không? Rõ ràng là đội đứng đầu thì phải xứng đáng lên ngôi rồi Phong ạ. Còn cái việc mà có những cái anh em vẫn nói lại về việc có va chạm một chút, nhưng mà mình nghĩ rằng mọi chuyện cũng đã qua rồi. Bản thân là bầu tình cũng đã gặp gỡ trọng tài và cũng hai bên cũng đã nói chuyện xong, nên là mình nghĩ là thôi chúng ta không nói lại nữa. Và những cái vòng vừa qua thì du lịch đã thi đấu cống hiến, mang lại cho khán giả những cái trận đấu tuyệt vời, thì mình nghĩ là chúng ta nên hiểu, nên nhìn hướng tích cực đó vào việc bây giờ họ đang đứng đầu trên bảng xếp hạng, vượt qua cả những đội bóng như Mobi, DTS hay Tuấn Sơn, thì mình nghĩ là đấy là điều xứng đáng du lịch rồi. Và cuối tuần này thì họ có giành chức vô địch thì chúng ta cũng nên chúc mừng, theo quan điểm của mình là như thế. Công việc chính của anh có phải là bóng đá phủi không? Đúng rồi, công việc chính của mình bây giờ là làm về bóng đá phủi. Mình có một công ty lo trách nhiệm hữu hạn ai phủi, nhiều ai phủi. Thì bọn mình hàng ngày đi sản xuất video, nếu không thì bọn mình sản xuất ta đi hàng ngày và cuối tuần. Thì nếu như có khách thì đấy bọn mình đi live stream, bình luận, chụp ảnh. Sau đó thì cuối tuần nó bận rộn hơn, còn trong tuần thì bọn mình dành thời gian để edit video, làm những cái video nó hấp dẫn thú vị ở trên fanpage nữa. Nếu anh em nào có ý tưởng gì, có những cái cộng tác gì hay ho với ai phủi thì anh em cứ comment nhá, để Cường Mai sẽ tiếp thu và sau đó thì gửi đến anh em. À, rót chè.
Khó nhờ. Hôm trước anh cũng làm một cái câu hỏi ở trên trên fanpage đấy, thì nhận xét về Phương Vô Tu là một một từ khó vãi đúng không? Bây giờ nói nhận xét Phương Vô Tu thì nhiều khi mình thực sự là rất là khó, bởi vì ông ấy đá mẹ là bố của đỉnh, làm nghề như anh một tháng kiếm được nhiều tiền không anh? Cái công việc này nó giống như anh em chúng ta cũng đi làm một công việc công chức bình thường, nói chung là cũng đủ sống, nói chung là chúng ta có đủ có thể làm nhiều ăn nhiều, làm ít ăn ít, nói chung là nó cũng không cố định. Rồi có một tháng thì 7-8 triệu, có một tháng thì hơn, có một tháng thì mười mấy triệu, thì tùy, bởi vì là cái này cứ có nhiều khách thì bọn mình sẽ đi làm nhiều và mình anh em sẽ có lương nhiều đó. Nó cũng không cố định, thường thì có sẽ là mức lương cố định, sau đó thì tùy theo cái năng lực công ty anh tuyển nhân viên. Anh đánh giá thế nào về Cancrete? Cancrete thì cũng là một bạn khá thú vị, mình nghĩ là bạn ấy đang mang đến nhiều cái sắc màu cho bóng đá Phủi, và nó cũng là một sắc màu rất tích cực. Cán thì đá anh em phong trào đá hay, còn đá PL thì bạn ấy chưa thể hiện được nhiều, nhưng mà mình nghĩ là những cái mà Cán đóng góp cho cộng đồng, những cái vlog của bạn ấy rất là hay, rất thú vị, và bạn ấy cũng rất là đam mê, thì mình nghĩ đấy là cái rất tuyệt vời. Công ty anh có tuyển nhân viên là sinh viên không? Công ty anh có nhiều bạn sinh viên mà, nhưng mà cái chính đó là anh em có cảm thấy phù hợp và đi làm hay không, bởi vì thực ra làm cái bóng đá Phủi này làm cái bóng đá Phủi này thì phải nói thật là nó khá vất vả và nó cũng không được nhiều nhiều tiền lắm đâu, nên là có những anh em làm, nói chung là nó vì đam mê và mình có những sự hy sinh nhất định. Chứ còn nếu mà nói bảo để mà làm cái nghề này xong là hoành tráng giàu có thì nó cũng khó lắm, nên là rất là hoan nghênh, rất welcome những bạn thích đi làm Phủi, bởi vì giống như mình thì nó vui lắm đi làm Phủi đấy. Làm Phủi được có cơ hội quen các bạn, có cơ hội để mà gặp gỡ anh em, rồi giao lưu, đi về tỉnh có những anh em rất là tình cảm, có những anh em tiếp đón nồng hậu, mọi thứ nó rất là vui, được đi đây đó gặp gỡ anh em, sau đó thì đấy được giao lưu thêm, nên là cái công việc thì nó rất là vui, được đi nhiều, gặp gỡ nhiều, nhiều mối quan hệ. Tuy nhiên là anh em có đủ kiên trì, đủ cái đam mê, đủ sáng tạo để mình có thể bứt phá lên hay không thì nó là một cái yếu tố mà mình sẽ cần phải trải nghiệm qua một thời gian, chứ không thể nào ngay lập tức mà nói bảo anh em đùng cái anh em gọi là ngon ngay được. Nên là cũng rất mong là anh em sẽ anh em nào mà muốn theo cái nghề này thì mình sẵn sàng góp ý và hỗ trợ, và có gì mình chia sẻ được thì mình sẵn sàng chia sẻ thôi. Tuy nhiên là cái việc mà anh em gọi là có thể theo được cái nghề này hay không thì nó sẽ lại là một vấn đề hoàn toàn khác. Coi là nghề và theo nó là nghề hay không thì là vấn đề hoàn toàn khác. Rồi anh em có những cái chào Bảo Nam Media. Ok. Anh em dưới đấy có gì hay không ở Bảo Nam Media này? Anh em Thái Bình, anh em Nam Định đoàn kết cố gắng kéo nhau lên tí nhờ. Thỉnh thoảng thì mình sẽ like bên YouTube nữa, và có thêm những cái thông tin hay hơn bên YouTube để có thể cập nhật với anh em. Ví dụ như bên YouTube thì mình nghĩ là một cái nền tảng khác, và anh đấy anh em mình đang theo dõi thì có cái tương tác nó cũng thú vị, thì mình hy vọng là sẽ có nhiều hơn những cái cùng chia sẻ với anh em. Năm nay HPL thì có một slot thôi em ơi, năm nay thì chỉ có đội vô địch thôi, còn hai slot là của Sài Gòn rồi, nên là
Đây cũng là một cái điều khá là đáng tiếc. Năm ngoái thì có hai slot của Hà Nội, năm nay thì có hai slot của Sài Gòn và Hà Nội chỉ có một thôi. Áo Kenmi này thì mình được thầy Tiệp tặng này, bên HTT này được thầy Tiệp tặng, nói chung là khá là đẹp, thêu dùng có thứ ngon lắm đấy. Ok, Cường đang chat nha. Uống làm xong là ra Tết anh em gặp nhau nhá, có kèo gì hay lại về Thái Bình chơi với anh em tí. Chúng là có thêm cơ hội để anh em đồng hành với nhau và hy vọng là sẽ có nhiều dịp được đi đến các nơi, về các tỉnh để giao lưu với anh em nữa. Thái Bình, Nam Định, Hưng Yên, Bắc Ninh, Bắc Giang. Áo Kenmi này mình thấy bộ này đẹp, thêu toàn bộ thêu hết. Logo thêu, tay màu sắc cũng đẹp. Chút là nhìn chất nhưng mà giá cũng không mềm lắm đâu, giá cũng hình như hơn 1 củ ấy. Chúng bây giờ thì với khoảng hơn 1 triệu thì như bộ này như mình nghĩ là được. Anh có về Quảng Ninh nhưng anh về chơi thôi. Anh về lần trước anh về với mấy bạn fan Arsenal của Quảng Ninh. Chứ anh cũng chưa về làm giải bao giờ. Về chỗ Hạ Long chơi với anh em thôi, chứ anh cũng chưa về đấy, chưa có cơ hội về làm giải rổ bao giờ cả. Sắp tới thì mình cũng sẽ kiếm cái đôi giày, nhiều nhiều đôi giày mới đã để cập nhật phục vụ anh em. Mình vừa chém gió xong rồi mình xem cùng phân tích với nhau xem về giày dép các thứ nó sẽ như nào. Bóng đá phong trào Phú Thọ thì mình có một chơi một số anh em trên đấy đạt ạ, nhưng mà anh cũng chưa hiểu sâu lắm. Đằng sau anh đây, đôi này là đôi Vika gì nhỉ, Vika Galaxy à, qua các bạn hỏi. Chiếc này giày nó lại không ghi rõ tên của đôi giày này, chắc là Vika chung, nhưng mà như Vika Galaxy. Đôi này thì rẻ, nó chỉ có hơn 200 thôi. Anh chia sẻ quan điểm về Long Torres. Mỗi tiền đạo thì sẽ có một cái khác nhau. Long Torres thì mạnh về mặt sân to hơn, chơi bóng theo kiểu cài đè rồi kiểu nói nào nhỉ? Long Torres thì bạn ấy nó cần một khoảng không gian rộng hơn, chơi theo phong cách sân to. Còn Hoàn Lé thì khác, Hoàn Lé thì lại chơi bóng lưới và những cái tình huống khống chế của bạn ấy theo 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 nói chung cái bước một rất là tốt. Anh em nếu như mà theo dõi Nghệ An thì có cái môn bóng lưới là chơi theo kiểu luật bóng chuyền, nhưng mà chúng ta chơi bằng chân, không tức là không chạm tay đấy, không chạm tay mà chỉ dùng chân thôi, dùng chân và dùng các bộ phận khác đó, đầu các thứ này. Thì đấy cũng là một cái mà khiến cho Hoàn Lé có những bước một rất là hay, rất cơ bản. Và Hoàn Lé thì mình nghĩ là bạn ấy chơi trong cái không gian hẹp tốt, còn Long Toét thì chơi to hơn, bởi vì Long Toét thì bản thân bạn ấy chơi sân 11, chơi sân 10 ở Phú Đô, là bạn chơi sân 10 đó. Thì hai bạn ấy cũng khác nhau, mỗi người sẽ có những cái điểm mạnh điểm yếu khác nhau, nên là mình nghĩ là so sánh thì nó cũng hai một cái dạng hai tiền đạo khác khác hơi khác nhau một chút đó, nhưng đều là những tạo mình nghĩ là ở top của bóng đá Hà Nội cả. Còn lẽ thì trong mấy năm ở đây thì bạn ấy phong độ nó đi xuống một chút. Còn Long Torres thì mình cảm giác là bạn ấy vẫn chưa thực sự thoát khỏi và có kiểu là hiểu hết được các đồng đội ở Mobi. Nó vẫn có một cái điểm gì đó mà Long Torres chưa phát huy được hết tối đa năng lực của mình. Predator thì cũng là một dòng giày. Để hôm tới anh sẽ cầm hẳn với đồ Predator luôn. Chào bạn Nguyễn Kha tới nha. Tuần này sẽ dự đoán trận đấu nào vậy? Anh cũng chưa rõ, để tí anh xem nhé. Tuần này thì chúng ta sẽ có Hiệp Hòa, LC, Ocean, Nguyễn Trãi, Eco Park, Tuấn Sơn,
Chắc là mình sẽ chọn trận Eco Park Tuấn Sơn đấy. Nhờ, đúng không anh em? Eco Park Tuấn Sơn này. Hoặc ra Việt Văn Minh cũng hay. Nói chung là Eco Park Tuấn Sơn này, Gia Việt Văn Minh này, Mobi DTS này. Đó. Đúng rồi, như đấy phủ TV cũng là kênh của anh. Nói chung là anh thì có hệ thống như đấy phủ này, như đấy phủ TV này. Bình Minh Cường Nga May đấy. Ok Giang Hoàng. Anh thì anh cũng có một cái suy nghĩ nghiêng về Văn Minh, sẽ có thể chủ hạng. Eco Park thua thì cũng khá là nguy ấy. Eco Park thì rõ ràng là họ sẽ phải chiến đấu và gặp Tuấn Sơn là một cái điều không hề dễ dàng một chút nào cả. Thì mình nghĩ là với tất cả những anh em yêu mến Eco Park thì nếu như họ phải xuống hạng thì rõ ràng là một cái điểm rất tệ. Bởi vì Eco Park đã lên với HSPL trong một cái phong thái có thể nói là tràn đầy khí thế, nhưng có vẻ như họ đã có những vấn đề của nội bộ và chưa giải quyết được, nên là điều đó khiến cho đợt này thì Eco Park đã gọi là gặp những khó khăn. Và mình thì mình nghĩ rằng Eco Park mà xuống hạng thì quả thực cũng sẽ rất là buồn, bởi vì các bạn ấy cũng đã, nói chung là mình nghĩ là các bạn ấy cũng là một đội bóng rất cố gắng, rất cống hiến, họ cũng mang lại những sắc màu trên khán đài, mọi thứ rất là tốt. Thì nếu như có phải xuống hạng thì rõ ràng đó sẽ là một cái điểm rất là buồn, và có lại sẽ là, mà bất kể đội bóng nào thì xuống hạng đều rất khó khăn, bởi cái việc mà có thể lên hạng vào mùa năm sau thì là một điều cực kỳ khó. Vì chúng ta thấy là bây giờ các đội thì cũng đều có sự chuẩn bị rất kỹ càng và đều sẵn sàng. Đúng rồi, gặp Tuấn Sơn thì quá là khó luôn. Gặp Tuấn Sơn thì cực kỳ khó. Chúng nãy giờ cầm đôi giày rất là phê anh ạ. Nó ra thật. Cái cảm giác một đôi giày da thật luôn luôn cực kỳ phê. Nói chung là chạm nó cảm giác rất là sướng. Nó mà cái da của Mizuno thì nó cũng không thể không hề bị nổ hoặc là không hề bị cái gì cả, nó rất là mềm, ở đây keo cũng có thứ cũng chuẩn. Đôi này đi thì khá là phê. Rồi. Tiếp tục mình sẽ trả lời lại anh em một chút. À, xin lỗi mọi người một chút. Em chưa được biết về cái tên Kamay. Ok, ra ngoài. À, cái tên Kamay thì đối với anh nó sự may mắn thôi. Nó mang anh một người gặp được rất nhiều may mắn. Theo cái nghề bóng đá phủi này cũng là cái may mắn của anh. Được gặp gỡ mọi người, được chia sẻ cái đam mê. Mình đam mê bóng đá và được chia sẻ cái đam mê với mọi người. Nó là cái điểm may mắn tuyệt vời rồi. Đấy, nên là cái tên Kamay nó nói lên cái điểm may mắn của anh. Cảm ơn bạn Nguyễn Khả Tới nhé. Thỉnh thoảng thì mình cũng thích chém nó vui vui một tí, bởi vì là bình luận thì mình có rất, mỗi người chọn một cái phong cách bình luận, có nhiều người thì cũng thích cái phong cách bình luận kiểu nó nhiều tính chuyên môn chẳng hạn, nhưng mình thì mình thích đi theo hướng nó hài hước một chút, nên là thỉnh thoảng nếu mà có lỡ chém gì đấy nó bị lỡ trớn thì anh em cũng thông cảm, nhưng mà mình thích như vậy. Nó chém nó vui vui một tí. Tuần này thì cũng đang cố gắng đấy bạn anh Nam ạ, không biết là liệu khán giả được vào sân hay không.
Đúng rồi, Eco Park mà xuống hạng thì đang rất buồn, họ cũng đầu tư khá lớn nhưng mà trong bóng đá thì nó như vậy, có rất nhiều những cái điều bất ngờ xảy ra chưa, và Eco Park với một đội hình đồng đều nhiều cầu thủ chất lượng nhưng mà đấy, họ cũng đã gặp trận đấu rất khó khăn và bây giờ thì còn đang có nguy cơ xuống hạng, thì đó là một điều hết sức đáng tiếc với Eco Park. Và mình nghĩ là họ sẽ cần phải phải cố gắng hơn. Một cái trận đấu quyết định của Eco Park thì mình nghĩ là họ sẽ phải tự cứu lấy số phận của mình thôi. Cho hiện nay thì mọi người cũng đều đang nghiêng về du lịch nhiều nhất, bạn Chiến Sẹo. Tiền vệ hay nhất HPL. Tiền vệ hay nhất HPL. Thực ra bây giờ để mà nói thì như nào nhỉ? Như HPL thì mình thấy nếu như nói về một tiền vệ mà mình cảm thấy ấn tượng thì ngay cả bên du lịch các bạn thấy đó là họ cũng có 2 đến 2 tiền vệ cơ. Đó là Đức Gritz và Nhật Tân. Đức Gritz và Nhật Tân thì đều có phong độ cao, đều là những cầu thủ hay, có những bàn thắng quyết định cho du lịch. Đấy. Thì đấy là những cầu thủ mình rất là thích. Đó. Xem họ đá cũng khoáng đạt, nó nhiều tình huống hấp dẫn. Du lịch thì luôn luôn tấn công, họ tấn công rất đẹp mắt, rất hay, rất hấp dẫn. Và bây giờ thì đấy, họ đang trên đỉnh và có cơ hội, một cơ hội lớn, nói chung có quyền tự quyết đến chức vô địch khoảng 70%, thì mình nghĩ rằng đấy là một cơ hội rất lớn với du lịch rồi. Khi mà họ thắng thì họ không cần biết đến ai nữa, thì chúng ta sẽ chờ đợi xem liệu rằng du lịch có nắm giữ được cái lợi thế của mình hay không trước những đối thủ ngay phía sau như là Mobi hay là DTS. Và một cái thông tin khá hay của bạn Anh Nam đó là HPL du lịch chưa thắng Việt Phương Đông. Vâng. Đấy là những cái điểm thú vị của HPL và chúng ta cũng sẽ chờ xem liệu rằng cuối tuần này thì các thủ du lịch có phá được cái rớp đấy hay không và họ có chính thức lên ngôi hay không, thì chúng ta cũng sẽ chờ. Bóng đá luôn có những cái điểm mà nó có thể nói là nó không thể tin nổi, có những cảm xúc mà không thể tin nổi, thì chúng ta sẽ chờ thôi. Trận này Copa có quý đen thì không sao, nếu không có quý đen thì nguy hiểm. Đúng rồi, nói chung là quý đen thì đá, mình nghĩ là quý đen một trung vệ rất hay, đẳng cấp. Và mình nghĩ là nếu như có cơ hội thì quý đen sẽ còn tiến xa trong cái thời gian tới. Đấy. Đấy, anh em nhớ là nếu như có anh em nào mà mua giày bóng đá thì anh em có thể truy cập vào website thể thao vip.com.vn cũng như là thế giới bóng đá.net, và anh em mua giày đây thì cứ nhập mã iFủi hoặc CamAy thì đều được giảm giá 10% anh em nhé. Đấy. Em nhớ là cứ nếu anh em nào có nhu cầu mua giày bóng đá thì cứ truy cập vào thể thao vip.com.vn và thế giới bóng đá.net, thì anh em cứ mua giày rồi nó nhập mã iFủi hoặc CamAy đều được giảm giá 10%. Em ủng hộ nhá. Em chửi thì cánh phải thì nên xem cầu thủ nào để trau dồi. Cánh phải thì có quá nhiều, cánh phải thì có những ai nhỉ? Có Mạnh Nát cũng là một cầu thủ rất kinh nghiệm này, còn Tùy, nói chung là em chơi tốc độ hay là như nào đấy, nói chung là có rất nhiều. Ok, chào bạn. Ok Hoàng Hiếu, con đường Điện Biên Phủ thì thôi để hôm nào một cái buổi nó sẽ dài hơn mình sẽ kể, và nếu anh em nào thích làm Điện Biên Phủ thì mình sẵn sàng chia sẻ thôi. Quan trọng nhất là anh em có đủ kiên trì, đủ đam mê để đi theo nghề đấy không thôi, chứ còn nói chung là mình thì mình không không giấu gì cả. Có điều gì anh em thích nghe, anh em muốn chia sẻ thì mình sẵn sàng, không có gì giấu giếm em cả. Tuần này khán giả được vào sân. Ok Đức Bia, theo như anh thì đang ban chức đang nỗ lực nhất trong việc đưa khán giả vào sân, còn cái việc khán giả vào sân đưa hay không thì ngày mai anh sẽ trả lời, ngày mai sẽ cập nhật cho anh em, ngày mai chắc chắn là sẽ có cập nhật về việc khán giả vào sân hay không.
Thì ngày mai trong tối thứ bảy trong buổi live stream thì mình sẽ giới thiệu anh em. Hoặc là ngày mai. Anh học K49 Thế Thái ấy. Anh học 49 KD5. Thứ bảy anh live thứ bảy anh live Facebook nhá. Phương vừa tu của Long Torres cao bao nhiêu? Phương tu cũng cao đấy, Phương tu nó mét phải mét 8 đấy. Ờ anh học kiến trúc KD. Ông Phương tu cũng đứng cao hơn hơn tôi nhiều phết mà tôi mét 73. Ok. Cách break in. Thực ra thì đôi này em đi em đang cảm thấy cực đúng không Sơn? Anh thế, thực ra đôi này anh đi lúc đầu thì bị cực đấy. Sau khoảng phải mấy trận nhỉ? 3 4 trận đấy thì bắt đầu mới cảm thấy nó đỡ hơn, bởi vì thực ra cái chất liệu này rất là tốt, phải khẳng định là đây là một đôi giày cực bền. Đôi AK Speed thì mình đánh giá các bạn đi bền dã man luôn. Cái chất liệu microfiber này nó cực kỳ bền. Nó cực kỳ bền và nó là một cái dạng đúc nguyên khối luôn. Nó không co giãn, nó không bay giày. Nhưng mà đấy đồng nghĩa việc đó là cái thời gian break in giày, cái thời gian mà chúng ta gọi là đi chạy rốt đa với giày này nó hơi lâu một chút. Nên là mình nghĩ là anh em chịu khó đi khoảng 4 đến 5 trận. Sau đó dần dần nó sẽ quen thì mình nghĩ sẽ ổn thôi. Cho cái đôi này thì bền mà nó mà mềm mềm ra đi thì phê đấy. Đế này cũng là một loại đế mà anh em thấy rất là nhiều những cái dòng đế kiểu này rồi. Ngay cả cái đôi Speed Pro này cũng thế, cũng đế thế thôi. Cũng dạng đế hình phi tiêu này, kiểu ba cạnh như này. Đấy. Thì mình nghĩ là cái đế này nó khá là phù hợp với cái sân cỏ nhân tạo Việt Nam mình. Nó cũng mềm, cũng êm vừa phải. Nói chung là những cái đôi này thì mình không thể đòi hỏi nó êm giống kiểu đây được. Bởi đương nhiên cái đế này có cái phần giảm chấn ở đây. Còn đế này thì không, nó chỉ là một cái phần liền khối này thôi. Nhưng mà như đôi này thì mình đánh giá là quá bền luôn. Anh em bỏ ra tiền ra mà đi đôi này thì tôi nghĩ là lâu mới hỏng ấy. Bởi vì cái da nó bền lắm, nhìn nó mà cái này nó kiểu nó đúc ấy, nó đúc xong là cái này thì cái vân nhám nó xung quanh dày luôn. Nó đúc toàn bộ luôn. Anh em nhìn này. Đúc xong là nó kiểu có các cái hình thoi nó dọc dọc cả dày luôn như này. Những cái màu này rất là hay. Anh ở Hải Hậu Nam Định. Vòng cuối giải toàn quốc. Có, toàn quốc sẽ đá vào ngày 26, 27 nha anh em. Đá vào thứ bảy nhờ tuần sau luôn. Tức là tuần này bế mạc HPL đúng không? Thì tuần sau là đá vào vòng chung kết luôn. Hai đội Sài Gòn, một đội miền Trung với một đội miền Bắc mình. Đấy. Anh em có những cái câu hỏi gì cứ tiếp tục nhá. Cờ May vẫn sẽ đồng hành với anh em và giải đáp mọi cái thắc mắc của anh em trong buổi live stream ngày hôm nay. Đấy, có gì anh em cần thắc mắc thì mình sẵn sàng giải đáp với anh em luôn. Chào Đình Thắng, ok. Đức Bia, VPL năm nay tổ chức ở vẫn sân Hoàng Mai thôi em, vẫn sân Hoàng Mai thôi. Cầu thủ xuất nhất HPL khả năng cao Nhật Tân, đúng rồi. Nói chung là chắc là Nhật Tân với Phương Vô Tu sẽ tranh nhau thôi. Đôi này là 2,6 triệu nha bạn Hoàn Khải, cũng mặn đấy, đôi này cũng mặn đấy.
chung là bỏ ra 2,6 triệu mua đôi giày như này thì cũng 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 khá là mặn, nhưng mà thôi đắt sắt ra miếng, giày da tự nhiên luôn, mềm nhẹ êm. Đúng rồi, năm nay miền Bắc chỉ có một đội thôi. À, cầu thủ bên các câu lạc bộ thì nói chung là họ chơi với anh em ở ngoài thì đi đá thôi, nhưng bây giờ cũng bị hạn chế nhiều rồi. Bạn Võ Hồ Phúc Khang, Tú Lua Cú đá tốt sao dự bị nhiều thế? Anh nghĩ một phần là do chiến thuật, một phần là do chiến thuật, một phần là do có thể là Tú Lua Cú gặp chấn chấn thương. Thì thực ra cái việc này thì có lẽ là chỉ trong đội Mobi thì mới biết được. Đình Thắng đang hỏi câu khó thế, anh chưa hiểu lắm về câu hỏi này. Đúng rồi, đây là áo HTT, áo này anh Tiệp anh tặng. Nhận xét tuyên trầm thì ông khỏe vãi đái, là chân dài mà lại khỏe lại nhanh thì đỡ hơn được. Nói chung là chân dài thì thì cứ ấy thôi, chân dài thì công ty giờ hết tiền để đặt đồng phục rồi nha Vân này. Cangoris đầu quân cho đội nào được đá chính. Thế là việc đá chính thì khá là khó, bởi vì nói thật với anh em là chúng ta ra ngoài đá thì là một chuyện, nhưng mà HPL nó sân chơi nói chung là khắc khắc nghiệt thực sự. Anh em hiểu, ngay cả khi mà tôi đi tôi làm các giải khác như thế, thực ra thì làm rất nhiều giải nó khác nhau, nhưng mà riêng HPL cái cảm giác nó vẫn khác. Và thực sự thì sân chơi HPL nó vẫn là một cái sân chơi rất đẳng cấp, và với nhiều cầu thủ thì có thể đá tốt ở giải khác nhưng không đồng nghĩa với họ có thể chơi tốt tại HPL. Nên mình nghĩ là Cangoris thì sẽ khá là khó để mà lựa chọn một cái đội bóng nào, có thể là chấp nhận đó là tin tưởng và tung cán vào sân và phục vụ cán giống như phục vụ Phương Vô Tu, thì có lẽ là phải mất khoảng thời gian và ít nhất là cán có một chút may mắn nếu như thể hiện mình trong cái lần được vào sân đấy, chứng tỏ là giá trị của mình, thì lúc đó các đội bóng sẽ chấp nhận và phục vụ cán thôi. Anh em cứ tiếp tục nhé, có những gì thì mình sẽ vẫn sẽ lắng nghe và trả lời anh em. Phương Tu này tất cả các bàn thắng đều siêu phẩm, đúng không? Thực sự là xem ông Phương Tu đá hay vãi, xem mẹ mê. Rồi video về Phương Tu thì xem đi xem lại không thể nào rời mắt được. Để được vào một đội bóng phủ với HPL thì em cứ liên hệ xong rồi em đi thử chân thôi. Em có đủ năng lực em đến bảo là các anh cho em thử chân. Sau nếu mà em đá tốt thì em sẽ được nhận vào đội. Mình sinh năm 85 nhé. Rất là khó. Bạn Mạnh, anh nghĩ sao nếu du lịch không du lịch? Rõ ràng đó là một cái điểm quá buồn với du lịch rồi. Nhưng mà thực ra thì cho điểm này thì mình nghĩ là du lịch họ sẽ khó mà bỏ qua cơ hội này. Tuấn Bẹo năm nay cũng chấn thương, bạn Nguyễn Công Hiển ạ. Tuấn Bẹo chấn thương đấy, chứ còn nếu không thì bạn ấy sẽ đá thôi. Tuấn Bẹo thì máu lắm, nhưng mà chấn thương nên là không thể đá thôi. Ok, đây vòng HPL anh vẫn đang có ở nhà mà, nhưng mà nói chung là mọi người ra sân như nào nhỉ? Tuần này không biết tuần này có khán giả được vào sân không thì tặng mọi người thôi, chứ còn cái này đây, cái vòng này nhỏ này đeo nó cũng tiện lắm, vừa tay lắm, đeo nhỏ 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 đeo vào tay rất là đẹp. Mình thì có cả vòng hai phủi, vòng HPL lúc nào mình đeo vào tay. Đấy. Cái vòng này vòng to, HPL cũng to, vòng này nó còn bé.
vòng 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 này bé đeo thích lắm. Anh thấy Hưng Gióng đá thế nào? Hưng Gióng thì đá hay nhưng ý là Hưng Gióng đang không quen sân 7 lắm. Hưng Gióng ở sân 7 mình cảm giác là bạn ấy chưa bao giờ phát huy được. Đá lích thì làm gì có bán kết chung kết ở bạn Phúc Khang Võ Hồ. Đá lích chỉ có một phát chết luôn thôi. Xin cách đá tư duy bạn này. Hôm nào không anh em hẹn nhau cà phê thì anh đưa vòng thôi. Anh ấy ở Nguyễn Xiển. Buổi sáng anh ngồi cà phê ở bên Cù Chính Lan. Hùng Con Văn Minh. Hùng Con thì đá rất hay, mà anh Hùng Con khá là thân. Hùng Con vẫn là một trong tiền vệ anh rất thích. Đáng tiếc là bạn ấy bị chấn thương rồi xuống phong độ nhiều, chứ nếu không thì Hùng Con đá cực kỳ hay luôn. Tuấn Việt thì nó vẫn là một đẳng cấp khác. Tuấn Việt thì quá hay. Cầm bóng Tuấn Việt, cách xử lý Tuấn Việt nó là bố của thông minh. Tuấn Việt nói chung là kỹ thuật cá nhân mình nghĩ Tuấn Việt là hàng top. Đáng tiếc là Tuấn Việt cũng đang gặp chấn thương và bạn ấy cũng chưa có cơ hội thể hiện tại HPL. Chơi đầu tốt nhất HPL. Thực ra thì HPL có ai chơi đầu tốt anh em nhỉ? HPL thì có Tùng Búa Tạ này, Tuyên Trầm chơi đầu cũng tốt này, ai nhỉ, có bạn Điệp, viết Điệp của Ocean, bạn ghi đàn mấy quả đầu đẹp nhưng mà lại bị chấn thương, khá đáng tiếc. Anh cho nhận xét về giày Vika Tecala đã được không anh? Anh mới đi thử Tecala thôi hôm trước anh đi đâu nên ra Phương Vô Tu thì anh có đi thử một tí. Có một cái đôi anh cũng thích, cái đôi đôi Tecala đấy, cái màu ấy cũng hay. Nói chung là đi thử thấy cũng được. Sân 7 thì bây giờ nhiều lắm bạn Hoàng Sĩ, sân 7 thì đầy đấy, như như đôi này, Mizuno ở đấy, nhưng mà hai củ luôn. À quên, hai củ 6 luôn. Anh em nào có đi được thì chuyển. Em mua tại thể thao vip.com.vn như thế giới bóng đá.net thì đều được giảm giá 10%. Đấy, còn đôi này là 2 triệu 6. Làm gì để tự tin chơi bóng? Nói chung là tập luyện nhiều và đi đá nhiều thôi. Năm sau tổ chức HPL xem trăm của anh. Cũng chưa biết được, cái này còn tùy thuộc vào dịch, còn tùy thuộc vào nhiều vấn đề. Gia Việt liệu chuyện được không anh Nam? Gia Việt thì nghĩ là khó. Nguyễn Hữu Hà, ra từ chơi đầu tốt, ra từ chơi đầu quá tốt. Ra từ chấn thương thì mình nghĩ là chắc là cũng phải tầm 6 tháng nữa, 3 đến 6 tháng nữa. Anh nghĩ sao anh Cáp vì là HPL? Mình nghĩ là Cáp ra là HPL nhưng mà chưa bao giờ bạn ấy thể hiện được đúng cái tài năng của mình. Mình nghĩ là Cáp ra Hà Nội nhưng mà bạn ấy, kể cả bạn ấy chơi ở một số đội thì nó vẫn chưa thực sự là Cáp được Villa của Sài Gòn. Các bạn ấy chơi trong Sài Gòn nó vẫn khác, nên là mình nghĩ là có lẽ là Cáp được Villa chưa đúng tổ và bản thân ý, nên là bạn ấy ra đây thì cũng chưa 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 thể hiện được hết. Tuần này thì cũng đang cố gắng nhưng mà không biết là có được vào sân không bạn Thuận ạ. Anh em thì ban tổ chức thì cũng đều đang cố gắng hết sức rồi nhưng mà không biết là sẽ thế nào. Mình có vào trong miền Nam thì sân 7 miền Nam to, nó là sân 9 luôn. Sân 7 miền Nam nó là sân 9 ngoài này luôn. Đấy. Rồi. Một nữa thì cảm ơn anh em nhé. Ngày hôm nay thì lượt xem đã rất là tốt rồi. Và chương trình này thì được đồng hành bởi thể thao vip.com.vn cũng như thế giới bóng đá.net. Thì nếu anh em nào mà mua giày, có nhu cầu mua giày bóng đá thì anh em có thể truy cập vào thể thao vip.com.vn cũng như thế giới đá chấm nét và anh em nhập mã ai phủi
hoặc ca may là đều được giảm giá 10% anh em nhé. Đấy. Thì một lần nữa thì để iFủ có thể có được nguồn kinh phí duy trì cũng như là có nhiều chương trình thú vị cho anh em thì mong anh em hãy ủng hộ chúng tôi bằng cái việc đó là ví dụ nếu anh em có mua giày thì đấy anh em qua đấy vừa được giảm giá 10% thì lại gián tiếp ủng hộ iFủ nữa. Năm nay thì cái việc ra Việt đó là họ không có sự chuẩn bị tốt. Anh nghĩ là ra Việt năm nay không có sự chuẩn bị tốt nên là cái việc xuống hạng thì nếu như gọi là ra Việt phải xuống hạng thì chúng ta cũng thấy đó là một cái điểm mà chúng ta cũng rất dễ nhìn ra thôi. Không có sự chuẩn bị tốt, không có những cầu thủ bổ sung chất lượng thì đấy. Ra Việt sẽ buộc phải nếu như có thì sẽ phải làm lại vào năm sau. Kích thước sân HPL là 3652 nhá bạn Nam. Sân Hoàng Mai thì rõ ràng là đẹp hơn từ khán đài, đẹp hơn từ mặt sân, đẹp hơn từ ánh sáng. Nên là mình nghĩ là sân Hoàng Mai thì có những cái điểm hơn C500. Tuy nhiên là C500 thì lại có được cái an ninh rồi gọi là sân thì có thể cũng không phải chia hai như vậy. Tiền vệ thì cần có kỹ thuật, cần có thể lực. Cơ hội của Eco Park cũng khá khó khăn đấy bạn Thuần. Thực ra thì cơ hội của Eco Park mình nghĩ là bây giờ đấy nó là lúc mà Eco Park sẽ phải tự quyết với mình thôi. Mizuno ôm chân, nói chung dành cho chân bè thì Mizuno là một trong sự lựa chọn tuyệt vời, và đặc biệt là những đôi giày cao cấp như này bằng xin lỗi anh em chút, bằng da thật. Đấy. Cho Sơn Sấm Sét thì lúc trước đá cho ra Việt nhưng mà nói chung là về sau thì Sơn Sấm Sét cũng không biết vì lý do gì thì lại không chơi nữa, và bản thân thì bạn ấy mình nghĩ là cũng phong độ cũng không cao. Anh thì anh thấy sân Hoàng Mai, anh thích chơi sân Hoàng Mai hơn, có điều là khán giả bị dọc sân thôi, nhưng sân Hoàng Mai đẹp mà. Tuấn Sơn năm nay thì hơi đáng tiếc thì thiếu Gia Từ thì họ đã thiếu đi rất nhiều thứ. Hai Andre Liner, I can't not speak English. Thái Rony thì cũng chưa ổn định lắm bạn học. Đúng rồi. Có những người thì có thể đi Predator được, có những người thì lại không, nên là mỗi người sẽ cần có một cái tốt nhất là anh em nên đến đến shop và thử những đôi giày. Ngoài ra thì tại 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 thể thao vip.com.vn thì còn có cái sàn giày nữa đấy, anh em có thể đổi qua đổi lại những đôi giày đã từng đi rồi, và đấy là một cái điểm rất là hay, mình nghĩ là như vậy nó khá thú vị. Anh em nào đi đôi giày chán thì lại qua đấy đổi. Xin phép anh em một chút. Ngày hôm nay cũng có khá đông anh em theo dõi cùng cơ may, mình cũng sẽ tiếp tục comment anh em cho vui. Có cái điểm gì mà anh em muốn hỏi hoặc là muốn theo dõi nữa thì cơ may sẽ trả lời hết. Hôm tới anh sẽ đánh giá đôi đấy em nhé, Mercury Superfly 7 TF đúng không? Tùng Milan thì bản thân là bạn ấy chấn thương nên là mình nghĩ là trong thời gian gần đây thì Tùng Milan cũng không thể hiện được nhiều. Mình nghĩ là sẽ cần có thêm thời gian để cho Tùng Milan nữa. Trọng đạn này về đá Tuấn Sơn không được đá chính. Trọng đại thì anh em có thể thấy đó là bản thân
Trọng Đại cũng 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 phải giữ chân, chứ còn bây giờ để mà nói Trọng Đại mà bây giờ đá ra đá phủi mà đá một cách quyết liệt thì cũng khó, nên là đó là những người như Trọng Đại thì các bạn ấy, nếu mà ra đá phủi được thì đá điểm điểm thôi. Hyper 1 với Vapor 3 Pro thì nên chọn đôi nào? Đương nhiên là chọn đôi Vapor 13 Pro rồi. Cứ công nghệ mới anh em chơi, làm sao mà những cái đôi giày như là Hyper 1 lại so sánh được với Vapor 13 về mặt công nghệ và chất liệu được. Nên là cứ đôi nào công nghệ mới thì mình chơi. Du lịch phụ thuộc 4 trận chơi nhỉ? Nếu về phương Đông chắc chắn châu Á có thể sẽ dễ thở hơn đúng không? Thực ra thì du lịch họ cứ đá đúng trong họ thôi, du lịch họ cứ đá đúng cái phong độ của họ thôi. 400 đúng không, 400 cứ AK Speed. Anh em mua qua như thể dục là .net hoặc là thể thao vip.com.vn đấy, đều được giảm giá 10%, thì đôi này là anh em được thoải mái luôn, tầm 400 là dùng đôi này thì là quá bền luôn. Ông nào dùng này không bền chặt đầu tôi đi. Tối anh không, đợt này anh lười xem lắm. Nói chung là MU đá chán vãi, đúng là đá lởm lắm, không muốn xem. Thực sự là yêu MU lắm nhưng mà nhà thì không thiếu gì đồ gì MU luôn. Nhà thì nó cực kỳ nhiều đồ MU nhưng mà nói thật luôn là bây giờ xem MU thì chịu, không muốn xem. Miền Bắc thì chỉ có một đội thôi. Năm nay miền Bắc có một đội thôi anh em nhé. Chúng cũng phải chấp nhận, bởi vì năm ngoái thì miền Bắc chúng ta có hai đội rồi thì năm nay cũng phải nhường lại tí. Nói chung là nó cũng nên công bằng. Anh em có hỏi gì thì cứ tiếp tục nhá. Hôm nay Cường Mai sẽ trả lời anh em thật nhiều, và cùng sau đó thì đấy, có những chương trình review rồi đánh giá giày dép như này. Đây đôi giày Tuấn Viễn tặng tôi này, hai củ sáu luôn, anh em thấy không? Chất chơi người rơi luôn, oách oạch luôn. Hai củ sáu đôi này, da thật. Nhưng mà cái phần này nó chỉ theo như cảm nhận của tôi, nó chỉ da thật cái phần trên này thôi này. Đấy, bắt đầu da thật từ đây này. Đấy. Chứ còn chứ cái phần sau là thì nó chỉ là cái da tổng hợp, da nhân tạo thôi. Du lịch, nói gì về du lịch bây giờ nhỉ? Đúng rồi, anh thì anh vẫn cầm vòng Hoa Sơn, nếu mà anh em nào có nhu cầu thì anh tặng nó. Rồi, nào. Ui. Ok anh em, nào trả lời tiếp nhá. Vapor Pro bỏ lỗ xỏ dây vài lỗ đầu tiên có giảm áp lực bề ngang không? Mình nghĩ là có. Ở đây ngày hôm nay tại đang dùng cái điện thoại livestream, chả biết có một cái điện thoại khác của mình đâu, để đây mình thử kết nối Bluetooth xem nhá. Kết nối Bluetooth bật nhạc tí anh em nhé. Cái con điện thoại kia không biết đâu, này tôi phải kết nối bằng con này thử xem nào. Được. Cho anh em chờ tí nhé, cài đặt thử xem. Chắc là bây giờ nhiều ông không biết con điện thoại này đúng không? Blackberry này. Có cái loa này hay lắm, có cái loa này nhưng mà tại có cái ấy mà không biết thằng cu con nó để đâu rồi. Kết nối thử Bluetooth rồi. Thử
kết nối Bluetooth với cái này có kết nối được không? Có cái điện thoại khác mà có bây giờ đang phải dùng cái điện thoại live stream nên là cũng không bật nhạc được, thế điên. Bình thường đấy có cái loa này bật nghe cũng hay ho phết. Ngày nay rất là vui khi mà có nhiều anh em theo dõi cùng với loa này lại không đấu được vào máy tính. Loa này không đấu được máy tính, thế mới cày. Loa nó không có rắc đầu máy tính. Loa này nó chỉ có ấy thôi. Đấy, anh em thấy không? Mắt mũi thứ anh thấy năm nay đội nào cũng Camito. Đúng rồi, năm nay thì Camito tài quần áo hết mà. Năm nay Camito tài trợ quần áo hết cho tất cả các đội. Hôm nay là đầu tiên được hơn 100 bạn theo dõi live stream, rất là cảm ơn mọi người, rất thú vị. Hy vọng là những cái buổi live stream này sẽ có nhiều chương trình quà cáp cho anh em. Sắp tới chắc chắn là mình sẽ live stream nhiều hơn. Cố gắng để ok. Hôm nay rất đông vui, cảm ơn mọi người. Để chắc là mình cũng phải kiếm cái máy bật nhạc tí cho nó xôm xôm lên nhở. HPL thì anh nghĩ là cầu thủ sắc nhất có lẽ sẽ là Nhật Tân. Ok luôn anh Nam, sẵn sàng luôn, tặng vòng anh em nhé. Đây, rất nhiều. Không, đương nhiên là thực ra thì khán giải này không thu từ khán giả nhá, Giang Hoàng. Có nhà tài trợ chính là TC Moto, là đơn vị sản xuất và phân phối xe Hyundai đấy. Thì đấy, có nhà tài trợ chính rồi nhiều nhà tài trợ phụ nữa. Chứ còn khán giả thì nói thật anh em mình vào đóng tiền thì được bao nhiêu đâu. Nên là mình nghĩ là cái như HPL thì đấy, khán giả đến sân là một cái niềm cổ động và đã là một cái nguồn ủng hộ ban tổ chức để có cái báo cáo với nhà thầy tài trợ rồi. Chứ còn không cần anh em phải phải vé vủng gì cả. Đấy. Tuấn Polymer. Du lịch mùa sau còn đá HPL không? Câu hỏi hay nhỉ? Theo anh thì du lịch sẽ vẫn đá HPL. Mình nghĩ là như vậy, mình nghĩ là du lịch sẽ vẫn đá HPL thôi. Để tìm lại xem là có quả cài đặt để bật nhạc không. Năm nay thì các đội đều mới hết. Anh theo phủi từ năm trả lời câu hỏi bạn Nguyễn Huy. Mình đang nối kết nối Bluetooth tí. Anh theo phủi từ năm 2014. 2014 bắt đầu đi bình luận, còn chính thức làm nhịp đài phủi thì từ chính thức làm nhịp đài phủi từ năm 2017. Ok, bạn cảm ơn bạn Tuấn Polymer nhá. Điên nhỉ, không kết nối được. Thế buồn. À, hình như là cái này đang kết nối rồi sao? Đây mình tắt. HTLS40 thời điểm này anh đã theo phủ chưa? Anh theo rồi chứ? Nhà anh ở chỗ Eco đi, ở Nguyễn Xiển, Đức ơi. Nhà anh ở Eco đi, ở Nguyễn Xiển. Rồi, tiếp tục nhá, cứ chém tiếp anh em thôi cho vui. Tối nay có đâu nghe nên là mình đang cố gắng kết nối để bật nhạc tí.
Xong rồi mai sẽ kiếm một cái khác để thoảng bật nhạc anh em vừa live stream vừa nghe tí cho vui. Chắc là nhiều người không biết điện thoại này. Đây là một trong điện thoại mình cũng rất là thích dùng. Nó nói chung là phím bấm nghe gọi nó rất là tuyệt vời. Một trong điện thoại mình rất yêu thích. Còn đấy, thi thoảng thì chắc là sẽ có những buổi live stream anh em về để chúng ta chia sẻ với nhau về giày dép có thấy một chút. Elite năm nay sẽ có 12 đội anh em nhé. Elite năm nay sẽ có 12 đội. Anh đá Harate cũng được lâu phết rồi, anh cũng chơi ở đấy từ lâu rồi và mỗi lần có dịp gì đấy thì anh Hưng lại đấy, anh Hưng lại gọi anh đi đá cùng. Đấy. Anh thì đá lông gà lông vịt thôi, chơi vui. Bật tí nhạc cho anh em nhé. Đang cố kết nối. Elite anh đá trong tháng 1 nhá Đoàn Trần. Anh có hiểu về hợp đồng các cầu thủ trong đội Mobi không? Thực ra thì mỗi đội bóng nó sẽ có những cái đặc thù khác nhau và bản thân là Mobi thì cũng như vậy. Mobi thì nào thử. Viết vũ của TG. Ok, hôm nay anh em rảnh thì cứ ra theo dõi anh Tuấn Hưng đá bóng nhé. Sáng nhật hàng tuần ở sân Y. Viết vũ thủ môn của TG. Mình nghĩ là bạn ấy bắt tốt, có điều là cũng chưa có cơ hội để thể hiện ở một số đội bóng lớn hơn thôi. Chứ còn như Viết Vũ chẳng hạn thì bạn ấy bắt khá đẳng cấp. Nhiều tình huống cản phá hay. Ok, tiếp tục nha, anh em có những câu hỏi gì thì cứ comment với Cường Mai. Ngày hôm nay thì vì có khá đông các bạn vẫn đang theo dõi nên là mình sẽ tiếp tục live stream thêm một lúc nữa để anh em chúng ta có thể chém gió và cùng văn pháp của ACG Plus. Anh có biết một xíu nhưng chưa chưa gặp cũng chưa để ý bạn ấy lắm. Bạn Tiến Vĩnh muốn hỏi gì nhỉ? Anh Cường với anh Ốc của LC mùa này không được đá nhiều. Thực ra thì mặt sân to thì mình nghĩ là anh Cường Trắng và anh Tuấn Ốc sẽ là khó khăn hơn. Chúng ta thấy là mặt sân to thì đồng nghĩa các nhiều cầu thủ trẻ có lợi hơn. Nên là việc mà anh Cường Trắng với Tuấn Ốc không được đá mùa này cũng là việc bình thường thôi. Nó là cũng là một cái điều tất yếu và LC sẽ cần phải bổ sung những cầu thủ mới hơn trong thời gian tới. Tâm ca ca nghỉ ở Mobi thì anh nghĩ là do không hợp thôi, cũng không vấn đề gì cả. Giống như kiểu một cầu thủ giống như một cầu thủ kiểu đá đội này không hợp thì sang đội khác lại hợp thôi. Thành Messi thì đá rất hay. Anh cũng mới được xem Thành Messi thời gian gần đây thôi khi mà bạn đá du lịch trên Lào Cai và mình nghĩ là Thành Messi là cầu thủ rất kỹ thuật. Một người, bạn ấy đi đá phủi nhiều mà cũng là một dân văn phòng mà bạn đá thế là quá oách rồi. Trẻ LC không được nhiều lắm. Đúng rồi, thực ra LC thì hơi đáng tiếc là không có nhiều cầu thủ trẻ để có thể tạo cái lứa sau. Nên là mình nghĩ là LC cũng sẽ cần phải có một cái chiến lược cụ thể hơn. Em thấy trẻ LC. Đại học. Ok bạn Bách, nếu mà em lên đại học thì em cứ đi tập ở một số đội thôi, xin các đội đi tập. Đúng rồi, LC thì sắp tới cũng đá Elite đấy, LC thì cũng đá Elite đấy, nên là mình cũng hy vọng là để xem LC có một cái làn gió mới gì hay không.
đội hình tiêu biểu năm nay. Đội hình tiêu biểu năm nay thì cũng khó nhờ. Nhưng mình nghĩ là những cầu thủ như là Nhật Tân, như là Đức Rít, như là Phương Vơ Tu sẽ là những cái tên Đức Tỉn. Mình nghĩ là sẽ là những cái tên có mặt trong đội hình này. Bật Hưng, anh đoán đội nào vô địch? Anh thì anh nghĩ là đội du lịch sẽ vô địch. Đấy là cái dự đoán của anh. Bạn Chí Nguyễn sao tự nhiên lại vào chửi nhỉ? À làm gì bạn, bạn chửi kinh nhé bạn Chí ơi. Nhiên có bạn Chí Nguyễn ở đâu sao bạn lại vào bạn chửi chửi mình này anh biết. Mình có làm gì bạn đâu mà bạn chửi mình nhỉ bạn Chí? Anh đánh giá Thòng hay nhất là ai? Thòng thì thực ra anh cũng không ấn tượng lắm đâu. Năm nay thì Thòng anh thấy không ấn tượng với cầu thủ nào mấy. Cầu thủ sắc nhất thì anh nghĩ là Đức Rít, là Phương Vơ Tu hoặc là Nhật Tân. Ra từ chấn thương bạn Đoàn Trần ạ. Đúng rồi, chào bạn Gino Tuấn. Ok không sao. Thực ra thì thôi có một số bạn thì cũng hơi buồn cười, tự nhiên bạn vào bạn chửi. Chúng anh em mình chửi vui vui thì cũng được cho nó ấm ấm người, nhưng mà nói chung cũng không nên kiểu vô văn hóa chửi kiểu đấy nó không hay. Còn anh em kiểu chửi thề kiểu Nam Định cũng chửi mà Nam Định chửi thề ác luôn, nhưng mà kiểu chửi thề vui vui thôi chứ còn. Nhưng Hùng Đen nó đá ít mà Giang, Hùng Đen đá có mấy mấy trận không đáng kể. Hùng Đen hôm nay đá quá ít luôn. Đúng rồi, anh ở Hải Nam Định. Siêu kinh điển Moby DTS cũng khó nhờ. Trận đấy hay đấy, trận đấy hay đấy. Sao anh không đi mấy đôi X-Goster? Anh không hợp mấy đôi X-Goster đấy. Kệ các bạn đi, bạn nào thích chửi thì chửi thôi. Còn bạn nào, anh em mình đang chém gió với nhau mà. Chứ giờ cãi chửi nhau hoặc đấy vấn đề gì đâu mà. Cãi chửi nhau hay là chúng ta gây gổ với nhau chả thấy có vấn đề gì cả. Anh nhận xét về Đạo Từ Sơn. Đạo Từ Sơn thì nào nhỉ? Đạo Từ Sơn thì mình nghĩ là bản thân đến thời điểm này Đạo Từ Sơn một mùa giải mà Tuấn Sơn cũng không có nhiều cái sự đột biến. Mùa giải của Tuấn Sơn cũng gặp rất nhiều khó khăn thì Phong và bản thân là bên phía Tuấn Sơn cũng đảo đình rất nhiều. Ok bạn Bật Hưng nhá, chào đồng hương luôn. Nên là mình nghĩ Đạo Từ Sơn năm nay cũng không để lại nhiều những ấn tượng, không để lại nhiều dấu ấn giống như là năm ngoái. Bình luận trận DTS Mobi chắc là có. Vòng này thì anh đang được giao bình luận 3 trận cơ. Anh bình luận cả 3 trận luôn nên là cũng không biết là sẽ cụ thể là sẽ trận nào. Nên là cũng đang chờ. Đầu tự nhiên ngứa thế. Rồi, anh em có thêm những câu hỏi gì thì cứ tiếp tục nhá. Cờ may vẫn sẽ chém gió với anh em thêm một lúc nữa vì ngày hôm nay thì rất vui khi mà có nhiều anh em vào theo dõi và ở đây cũng bận. Nói chung là anh sẽ cố gắng review lại. Anh sẽ có review lại đấy. Ngày hôm nay thì bóc hộp đôi Tuấn Vỉa này. Ngoài ra thì đấy mấy hôm nay cũng đã giới thiệu cho anh em mấy đôi mới. AK Speed Pro này, rồi AK này, AK Speed này. Còn anh em nào đấy nhớ là anh em mua giày thì cứ qua thể thao vip.com.vn hoặc là thể dục đá .net thì đều được giảm giá 10%. Nam Định mà đá cũng một đội cứng luôn là đúng rồi. Quay phát năm nay thì nó cũng nhiều yếu tố nhưng mà nói chung là kiểu V-Cup làm nên là anh cũng không 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 thể nào tác động nhiều được, anh cũng không comment nhiều được. Ok, anh sẽ cố gắng ra nhiều những clip để anh em cùng theo dõi nhé.
bây giờ thì mình biết là mọi người cũng rất thích, nhưng hy vọng là mình sẽ cố gắng để làm được nhiều clip hơn để có cơ hội giao lưu với anh em nhiều hơn. Đúng rồi, Việt Hải, ra Việt hôm nay quá không ổn rồi. Việt Hải Dương thì mình nghĩ là Việt Hải Dương hơi đen. Hôm nay ông ấy đá cột xà nhiều vãi. Mà bản thân nữa là Việt Hải Dương thì có vẻ như là Việt Hải Dương thì bản thân là bây giờ thì bạn ấy cũng bị ảnh hưởng bởi thể lực. Nó cũng không 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 phải là một cách sung mãn nhất, nên mình nghĩ là Việt Hải Dương sẽ cần có thêm thời gian nữa. Gia Việt hôm nay chơi không ổn. Anh làm giải ở Đồng Hương, anh chắc là cũng có ủng hộ anh em một chút cái giải đấy, ra chơi một xíu thôi, chứ còn bởi vì ban tổ chức chắc là họ cũng lên kế hoạch hết rồi, anh cũng không có thời gian. Cán làm vlog rất hay mà, không biết anh em sẽ có theo dõi vlog của Cán không, nhưng mà mình nghĩ là Cán bạn ấy cũng mang lại một cái làn gió mới, nó khá thú vị, khá là hay ho, anh em có cơ hội theo dõi những cái video hấp dẫn. Tâm ca ca đúng không? Tâm ca ca quá đẳng cấp luôn, mình thích Tâm ca ca. Thực ra thì sân chơi HPL nó khác bạn Nguyễn Tiến Đạt ạ. Như mình đã nói, thực ra đá sân khác thì thế thôi, còn lên sân HPL nó câu chuyện hoàn toàn khác. Năm nay thì hơi khó gọi vì phải tập trung nhiều mà bạn nát Cute. Hưng xốp như châu mộng, đúng rồi. Không kết nối đây bạn, thôi anh em chém gió chay vậy. Giống như anh đã nói là du lịch thì cũng đã bị phạt xong rồi, và họ cũng đã có những mất mát nhất định, họ cũng đã cố gắng để có thể chơi cống hiến cho khán giả, nên mình nghĩ là thôi bây giờ thì ai yêu thì cứ yêu, còn ai ghét thì cũng phải chấp chấp nhận thôi, chúng ta cũng thế thôi. Cũng không thể nào mỗi người một quan điểm, mình cũng không thể khuyên các bạn đó là các bạn ngừng ghét đội du lịch, nên là thôi mỗi anh em một quan điểm, và ai yêu du lịch thì yêu, còn ai ghét du lịch thì cũng vẫn phải chấp nhận. Đúng rồi, Long Thổ mùa này tiếc là đã vô lưới ít quá. Cảm ơn Nguyễn Huy, chắc là cũng nghe mình bình luận rồi, cảm ơn bạn rất là nhiều, cảm ơn anh em. Nếu như trong quá trình mình bình luận có những điểm gì anh em mình còn tức là nếu mà trong lúc mình bình luận có cái gì mà chưa ổn lắm thì mong anh em hãy tiếp tục góp ý nhé, mình sẽ cố gắng để sửa đổi và phục vụ anh em một cách tốt nhất. Còn trong năng lực của mình thì lại cố gắng sẽ mang lại những cái trận đấu tốt nhất cho anh em. Anh ấy thích sân Hoàng Mai hơn, cá nhân anh thích sân Hoàng Hoàng Hoàng, Hoàng Mai. VPL sẽ đá tuần sau luôn nhé bạn Phạm Hữu Thắng. Ok nhé, cảm ơn anh em. Nói chung là mình thì rất hy vọng sẽ có sự tương tác, có sự ủng hộ, có sự góp ý của anh em. Và những anh em nào yêu mến phong trào thì có những góp ý gì, có những cái điểm gì anh em muốn chia sẻ, muốn tương tác với mình, muốn chúng ta gọi là trao đổi với nhau, thì em cứ comment nhé, thì mình sẽ xây dựng nhiều hơn trên 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 YouTube cũng như trên Facebook cá nhân của mình. Nói chung mình sẽ cố gắng để xây dựng đều và làm sao anh em chúng ta luôn có sự tương tác với nhau. Tuần này thì khán giả chưa được vào sân nhé bạn Dũng à, khán giả vẫn chưa được vào sân. Đấy. Ok, cứ một lần nào đó thì anh em nào mà ra Hà Nội sẽ HPL nhau đấy thì cứ nhắn cho Ai Phủi, nhắn cho Cường Mai. Mình sẽ hy vọng là được mời anh em ở các tỉnh một cốc cà phê, một cái điều gì đó để chúng ta lại chia sẻ với nhau về bóng đá. Anh cũng làm về Sao Phủi rồi mà Tiến Vĩnh, anh cũng làm rồi, nhưng mà
đợt này cũng vì nhiều lý do mà cũng bận chưa làm thêm được. Cho nên cái chương trình sao phủi thì anh cũng đã làm từ trước rồi. Đội nào khả năng vượt anh ấy nghĩ vẫn 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 là du lịch thôi. Ok bạn Vĩnh nhá, sẽ làm thêm chương trình sao phủi cho anh em nữa, những chương trình thực tế kiểu như vậy. Thôi bây giờ thì cũng khoảng 1 tiếng rưỡi live stream rồi, ngày hôm nay thì thực sự một lần nữa thì cảm ơn tất cả anh em. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì ngày hôm nay lần đầu tiên đến 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 hơn 120 bạn theo dõi cửa ngoài live stream trên YouTube này, một điều rất tuyệt vời. Cảm ơn anh em một lần nữa. Sẽ hy vọng sẽ có mình sẽ live stream nhiều hơn và cùng với đó thì chúng ta sẽ cùng tương tác với nhau. Chủ nhật anh cũng chưa biết, anh chưa có lịch nhưng anh sẽ bình luận 3 trận cơ. Ok bạn Tùng anh sẽ làm thật nhiều clip nữa để anh em xem nhé. Ok mọi người. Rồi. Cảm ơn Nguyễn Huy. Rồi ok anh em, cảm ơn mọi người nhá. Bây giờ thì bye bye. Đây là những đôi giày ngày hôm nay thì giới thiệu qua đôi giày của Tuấn Việt tặng Cường Mai. Đấy. Còn chúng ta có những đôi giày kiểu AK Speed Pro nữa. Mình xem vài thứ linh tinh một chút nữa rồi trước khi ngủ và sẽ cùng theo dõi để có nhiều hơn những cái nội dung hay để gửi đến anh em trên các cái kênh của Dưới Đáy Phủi như này. Một lần nữa thì cảm ơn tất cả anh em nhé. Ngày hôm nay mọi người tuyệt vời. Lần đầu tiên live stream YouTube mà được đông như thế. Hy vọng là sẽ có những cái buổi live nó thú vị hơn, được chia sẻ với em nhiều hơn. Giờ thì xin chào tất cả anh em và chúc mọi người tất cả ngủ ngon nhé. Bye bye. Ông nào fan MU thì tối thức xem nhé, nhưng tôi chắc không thức. Mai dậy xem highlight sau vậy. Bye bye.